Kiệt, vậy là sáng mai con dọn đi hả Kiệt? Dạ, căn nhà đó đầy đủ nội thất, mình chỉ cần dọn vô ở thôi cậu à. Anh hai, anh hai tính dọn đi thiệt á hả? Anh nói giỡn hồi nào? Thôi, anh em trong nhà, tụi con đừng có cãi nhau nữa, nghe không? Dạ. Nè cậu. Ừ, cảm ơn mọi con. Mọi người ăn đi nha. Dạ, con mời mẹ. Con mẹ nghe nói hồi nhỏ con bị béo phì hả Phương? Dạ, bữa nào con lấy hình cũ đó cho mẹ coi. Trời ơi. Con mập ú à. Hồi nhỏ mấy đứa bạn con nè, đứa nào cũng chọc con là Phương Voi hết á. Vậy đến hả? Lớn luôn, bây giờ lâu lâu gặp lại tụi nó cũng còn kêu con là Phương Voi đó mẹ. Trời ơi. Đúng hả? Rồi đó mẹ, hồi nhỏ nó tham ăn lắm. Ừ. Chuyên gia dành đồ ăn của con với anh hai nè. 20 năm rồi mới được ăn bữa cơm đầy đủ gia đình như vậy, ăn ngon miệng thiệt. Đây nè, mấy món này là món em thích nè đúng không? Cá kho với lại canh chua nè. Dạ. Canh chua con cũng thích nữa đúng không? Dạ. À Thư nè, thịt ram là của con nè, hồi nhỏ là con thích món này nè. À, còn con Phương, mẹ có hỏi anh Kiệt thì anh Kiệt nói là món gì con cũng thích hết đúng không? Đúng rồi đó mẹ, hồi nhỏ tới giờ sở thích của con là ăn ăn ăn. Mà dì lại nấu ăn ngon nữa, cho nên món nào mà dì nấu là con thích hết à. Con đâu có kén món nào đâu. Nè, ăn cơm với mẹ, đừng nhắc tới bà được không? Anh hai này kỳ quá à. Thì có làm sao, người ta nói thiệt vậy chứ bộ. Phương. Thôi đi, không nhắc thì không nhắc. Thôi, mọi người ăn cơm đi. Ăn được không? À Kiệt nè, ngày mai mình dọn qua căn nhà thuê á con. Dạ, căn nhà có 3 phòng, mẹ 1 phòng, con 1 phòng, 2 đứa nó 1 phòng. Ừ. Nè, 2 đứa chừng nào dọn vậy? Không nghe anh hỏi gì sao? Không đứa nào trả lời tra vốn gì vậy? Dạ em đang tập trung cho đợt phỏng vấn quan trọng, đợi khi nào em sắp xếp xong công việc rồi em tính nha. Dọn đồ mất bao nhiêu thời gian đâu? Thôi con, em nó đang bận việc, cứ để cho nó tập trung đi. Từ từ dọn qua cũng được mà. Thư nè, con nói vậy là con chịu dọn về ở với mẹ rồi đúng không? Dạ. Còn em sao Phương? Thôi đi, em nói ra mắc công anh hai lại la em nữa. Đang ăn cơm mà, người ta nói trời đánh tránh mưa ăn đúng không? Nói như là em không dọn đi đúng không? Thôi Phương, dọn về ở với mẹ đi con, nhà đó đâu phải nhà của con. Mẹ, xin lỗi mẹ, nhưng mà mẹ yên tâm đi, con sẽ thường xuyên đi qua để thăm mẹ. Mẹ, em chọn Bảo đúng không? Anh hai này. Thôi, từ từ đi, từ từ mẹ khuyên em mà. Con không vô nữa, con vô phòng nghỉ đi. Kiệt. 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 Tánh anh hai con nó nóng vậy thôi, chứ thật ra nó thương con lắm đó. Con đừng có giận anh nha, nha con. Con xin lỗi mẹ, con ngồi để ăn mất công làm cho bữa cơm mất vui. Chắc con xin phép về trước, mất công anh hai ra đây thấy con rồi lại không vui nữa. Con. Cậu Út, lát nữa cậu Út chở chị ba về giùm con nha. Em về trước nha chị ba. Thưa cậu Út con về. Thôi con về đi. Thưa mẹ con về. Lát cậu trở về cho. Bữa nào con sẽ qua thăm mẹ. Đi cẩn thận nghe không con? Dạ. Thằng Kiệt nó làm căng như vậy mà cũng không có kết quả gì, mình chắc cũng không khuyên được tụi nó, phải tìm cách khác thôi. Nhất định không để bà cướp đứa con nào của mình. Mẹ. Mẹ đừng buồn nha mẹ. Tại con Phương nó nhất thời chưa quen, chứ nó cũng thương mẹ lắm. Tụi con là con của mẹ mà, cho dù tụi con đối xử với mẹ như thế nào thì mẹ cũng không có buồn giận gì tụi con hết á. Thôi, nếu như tụi con không có muốn dọn về ở với mẹ với anh hai thì thôi, mẹ tôn trọng quyết định của con với lại của em. Nè Thư à, mẹ biết là con cố tình trì hoãn với anh Kiệt cho nên mẹ mới nói đỡ cho con đó. Dạ. Mẹ, mẹ cho con ít thời gian suy nghĩ nha. Thật sự là con cũng thương mẹ, mà con cũng quý gì nữa. Con không muốn làm cho ai buồn hết.
Mẹ biết mà, mẹ biết sự khó xử của con chứ. Dù tụi con chọn ai thì mẹ vẫn thương tụi con mà. Tụi con lúc nào cũng là con của mẹ hết. Dạ. Tại sao bây giờ chị lại đồng ý cho tụi nó ở bên đó? Sao vậy Phúc? Dạ đâu có gì đâu. Em nghe chị nói vậy em cũng mừng. Tụi nhỏ cũng đỡ khó xử ha. Thôi ăn cơm đi con. Dạ. Ăn cơm đi. Dì, dì ăn trái cây đi dì. Anh hai với mẹ con qua nay dọn nhà xong hết chưa? Con nghe chị ba nói là xong hết rồi đó dì. Mấy bữa nay hả, con đâu có nói chuyện với anh hai đâu. Anh em với nhau cứ giận hờn hoài làm sao? Dì, từ hồi đó tới bây giờ hả, con lúc nào cũng toàn xuống nước với anh hai không à. Bà ảnh á, suốt ngày cứ gia trưởng la người ta. Con ghét rồi, lần này á, con không có chịu làm quầy trước đâu dì. Con phải lên giá chứ. Chứ gì với chị ba hả, suốt ngày bắt người ta hạ giá hoài. Riết hả, anh hai coi thường con. Cái con nhỏ này thì cũng phải có người mở miệng làm lành, chứ không lẽ giận hoài. Anh hai không mở miệng làm lành với con thôi, con sẽ giận anh hai luôn. Ai gọi cho mình mà số lạ vậy? Alo. Dạ đúng rồi anh. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em chào anh. Dạ. Dì ơi. Dì. Con nhỏ nè. Dì ơi. Cơ hội của con tới rồi dì ơi. Con sắp nổi tiếng rồi dì ơi. Yes. Chuyện gì vậy? Dì ạ, hồi nãy á, ông nhạc sĩ Gia Khang mới gọi điện thoại cho con nè. Ông là giám đốc công ty nhạc xanh đó. Mấy bữa trước con mới gửi cái clip mà con hát cho ông coi. Ông mới gọi điện thoại cho con, ông hẹn ngày mai tới gặp ông đó. Dì, kỳ này á, con mà được ông lăng xê, thế là con cũng trở thành ca sĩ nổi tiếng mà thôi. Nhạc sĩ gì mà nghe tên lạ vậy con? Có thiệt không? Coi chừng bị người ta gạt đó. Dì à, ông này á nổi tiếng lắm đó. Tại vì dì có chịu nghe nhạc trẻ đâu mà dì biết người ta. Nhưng mà dì nghe cái giới đó cũng phức tạp đủ thứ lắm đó. Chứ ai đâu khi không có thân thích gì với mình lại lăng xê cho con. Dì à, tại vì con hát hay, còn lại có ngoại hình nữa, cho nên người ta mới kiếm con chứ bộ. Trời, dì cứ làm như con tệ lắm vậy đó. Thôi vậy đi, hay để ngày mai dì đi với con. Hả? Thôi mà con lớn rồi, chị đừng có coi con giống như con nít nữa được không? Thì dì đi thôi, dì ngồi đó vẫn có nói gì hết. Để con nói chuyện với ổng ha. Cũng giống như mấy cô ca sĩ, nhiều cô dì nghe nói là có mẹ đi theo làm quản lý luôn đó, cũng có sao đâu. Thôi mà, con đã nói là con đi một mình. Thôi mà. Thôi cho dì đi nha. Không. Cho dì đi đi mà. Không. Con không cho, dì không cho con đi đâu á. Thôi mà, dì cười. Ủa, mẹ? Mẹ tới chơi hả? Ai chở mẹ qua đây vậy? Mẹ tự đi, mẹ đi taxi. Dạ. Thấy qua này, con có qua thăm mẹ, cho nên mẹ phải qua thăm con đó. Tại vì mấy bữa nay con đang giận anh hai. Con đi qua bển, con lại sợ anh hai la con nữa. Mẹ, có cái nhà hàng mới, con nghe nói ngon lắm. Con đang tính rủ mẹ với dì với chị ba, bữa nào đi ăn chung. Thôi hai mẹ con nói chuyện đi, tôi có chút chuyện. Dì dở lại đây nói chuyện với mẹ với con đi. Dì, con với chị ba muốn quá giải hiểu lầm cho mẹ với dì đó dì. Gì vậy? Quá giải hả? Chuyện của mẹ với bà này á thì để cho mẹ với bà giải quyết. Tụi con biết cái gì, không có hiểu rõ thì làm sao mà quá giải. Nè, hồi nãy tôi nghe hình như là bà đòi đi theo cô Phương làm gì đó đúng không? Nó đi gặp ông nhạc sĩ, tôi thấy không yên tâm nên muốn đi theo thôi. Con đã nói là con đi một mình được mà. Tôi có nghe thằng Kiệt kể về chuyện của tụi nó. Con Phương nó lớn rồi,
bà làm gì? Coi nó như con nít vậy, rồi cấm cản đủ thứ. Nó thích làm ca sĩ thì để cho nó theo đuổi. Biết bao nhiêu ca sĩ nổi tiếng cũng phải có khoảng thời gian đầu thất bại, trầy trật đủ thứ chứ. Mẹ, sao mẹ nói đúng ý con quá vậy? Ai như gì đó, chị toàn la con không à. Mẹ, mẹ nói với dì một tiếng đi mẹ. Mẹ xin dì cho con đi gặp ông nhạc sĩ đi. Dì không cho con đi, rồi cho con thi cuộc thi tài năng âm nhạc sắp tới nữa nha mẹ. Bây giờ tôi đã về đây rồi, bà không cần quá bận tâm với tụi nhỏ nữa. Con của tôi lo được, không cần đến bà. Tôi cũng không có ý giành giật gì với bà hết. Tôi chỉ mong tụi nhỏ được tốt thôi. Thôi được rồi, con muốn đi thì cứ đi, nhưng mà phải cẩn thận đó. Khoan hơn thì có gì. Cảm ơn dì. Dì à, dì cứ yên tâm đi. Còn thông minh như vậy, con không gạt người ta thì thôi, chứ ai mà gạt được con chứ. Con đừng có tự tin quá. Con ở đây nói chuyện với mẹ đi. Dì vô phòng. À thôi, ngồi xuống. Nhà của bà, tôi là người đi mới đúng. Ủa, chị ba con đâu rồi? Dạ mẹ, chị ba con đi cà phê với bạn rồi. À, không ấy, hay là con chở mẹ ra quán nước nào đó, mẹ con mình nói chuyện. Rồi sẵn á, con chở mẹ qua bên nhà anh hai luôn. Dạ vậy cũng được. Mẹ chờ con chút xíu nha, để con cho thay đồ. Bà uống nước rồi chờ nói chút. Cảm ơn, tôi đâu có khác. Bà đó nha, bà đúng là nham hiểm. Con gái tôi mang nặng đẻ đau. Bây giờ bà làm cho nó coi tôi như một người xa lạ vậy đó. Tụi nó lớn rồi, tụi nó có suy nghĩ riêng. Tôi không hề tác động gì hết á. Bà tưởng tôi tin mấy lời đó của bà hả? Nè, cứ chờ đó. Bà đừng hòng cướp con của tôi được. Con của bà thì mãi mãi vẫn là con của bà. Tôi chỉ chăm sóc tụi nó thay cho bà thôi. Tôi không có tranh giành gì với bà hết. Tôi chỉ mong bà thay đổi, toàn tâm toàn ý yêu thương tụi nó. Vậy đó hả? Đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây. Mấy lời đó chỉ gạt được tụi nhỏ với thằng Phúc thôi. Tôi thừa hiểu bà là loại gì mà. Tôi về. Phương à, dạ? Mẹ ra ngoài cửa đợi con nha. Có gì thay đồ xong rồi ra đi với mẹ nha. Dạ. Chào bà nha. Mình ngồi đây đi mẹ. Mẹ, để con gọi điện thoại cho chị ba tới đây nha. Thôi con. Hả? Để chị ba đi với bạn đi. Mẹ cũng nói chuyện với chị ba nhiều lắm rồi. Hôm nay á, mẹ muốn tâm sự với con. Ba mẹ con mình còn gặp nhau nhiều mà. Hả? Dạ. Dạ, cho con gửi menu. Em cho chị ly trà sữa đi. Dạ. Mẹ, quán này trà sữa cũng ngon lắm đó. Hay là mẹ uống trà sữa luôn nha. Cũng được. Dạ. Nè, hình như con thích đồ ngọt lắm đúng không? Phải đó mẹ. Hồi nhỏ tới lớn á, con lúc nào cũng thích đồ ngọt hết á. Bởi vậy cho nên hồi nhỏ con mới bị béo phì đó. Lớn lên hả, con biết giữ dáng rồi. Lâu lâu con mới dám ăn ngọt thôi. Vậy đó hả? Dạ. Vậy thì động lực nào để cho con giảm cân hả? À, hay là con thích ai đúng không? Con có bạn trai chưa? Không có. Thật sự á, mẹ muốn biết nhiều chuyện về con lắm. Dạ, con chưa có bạn trai đâu mẹ. Còn cái vụ giảm cân á hả? Hồi nhỏ vì con nghe bác sĩ nói là con bị béo phì, nên vì bác con phải ăn kiêng, bác con tập thể dục đủ thứ hết. Con mà lén ăn á là vì nhéo lỗ tai con, bắt phạt quỳ nữa. Vì nói vậy nè mẹ, quỳ xuống cho gì? Có nghe không? Quỳ xuống cho gì? Trời, lúc đó con sợ lắm luôn á mẹ. Hồi đó người ta thấy dì cứ phạt con, nhéo lỗ tai con, cái người ta đi đồn tùm lum hết. Người ta nói là dì ghẻ, độc ác,
nào là bánh đúc có xương gì đó. Hồi đó con đâu có biết gì đâu, con cứ nghĩ là con giống như là cô Tấm bị dì ghẻ ăn hiếp vậy đó. Nhưng mà con lớn lên á hả, con mới hiểu được tấm lòng của dì, cũng nhờ dì hết á. Chứ không thôi bây giờ con trở thành Phương béo phì rồi. Vậy đó hả con. Mẹ, hồi nãy á con cảm ơn mẹ nhiều lắm nha. Cũng may nhờ có mẹ nó giùm á, dì mới cho con đi đó. Mẹ là mẹ của con mà, mẹ lúc nào cũng mong điều tốt nhất cho con. Con đừng có cảm ơn khách sáo với mẹ như vậy. Con làm như là dì Diệu mới là mẹ của con, còn mẹ, mẹ như là người ngoài nó giúp cho con vậy đó hả? Dạ con xin lỗi mẹ, tại nhất thời con quên thôi. Mẹ là mẹ ruột của con mà, con thương mẹ lắm. Mai mốt con không có nói vậy nữa, mẹ đừng có buồn con nha. Không sao, mẹ không có buồn đâu. À này con. Dạ. Cái ông nhạc sĩ đó, ổng hứa lăn xê con thiệt hả? Dạ đúng rồi đó mẹ. Mẹ, ổng là nhạc sĩ Gia Khang, ổng nổi tiếng lắm luôn á. Vậy hả? Hồi nãy á, ổng hẹn con, ổng nói á, ngày mai gặp nhau đi, rồi bàn công việc cụ thể đó mẹ. Nhưng mà ổng hẹn gặp ở đâu? Nếu như mà hẹn gặp ở nhà riêng là con đừng có nhận lời nha. Mẹ này, mẹ là giống gì nữa rồi đó. Không có đâu, cái ông nhạc sĩ này ổng đàng hoàng lắm. Ổng hẹn con ở quán cà phê, không có gì đâu mà, mẹ đừng có lo. Nhưng mà địa chỉ ở đâu? Hay là con cho mẹ biết, rủi có chuyện gì mẹ còn có thông tin, mẹ đi tìm con chứ. Trời ơi, mẹ thiệt tình à, y chang gì luôn. Dạ em chào chị. Dạ em nộp đơn xin phỏng vấn việc làm. À chị phỏng vấn phải không? Bây giờ chị ngồi để chờ đi, có gì em gọi chị ha. Em cảm ơn. Anh biết rồi, nhưng mà giờ anh có việc rồi, tối nay anh ghé qua nha. Ha. Dạ. Bye bye. Em chào phó tổng ạ. Nè. Dạ. Em ăn sáng chưa? Dạ em ăn rồi ạ. Bữa nay nhìn dễ thương quá vậy. Hello em. Để anh tự giới thiệu cho nha. Anh là Hải, phó tổng giám đốc. Còn em? Dạ. Em tên gì vậy? Phỏng vấn cái bộ phận nào? Dạ em tên Thư. Em ứng tuyển vị trí trợ lý phó tổng giám đốc. Ồ vậy hả? Anh là phó tổng giám đốc hả? Thì đúng rồi, nhưng mà tuyển trợ lý lần này là của thằng cháu anh tuyển chứ không phải anh. Dạ. Nhưng mà em yên tâm đi, nhìn em á là anh biết em có năng lực rồi. Nè, nếu mà em bị đánh rớt á, anh sẽ nhận em về chỗ của anh. Dạ em cảm ơn anh. Em đừng có khách sáo mà. Bên phó tổng Hải đã đủ người, không có nhu cầu tuyển thêm nhân sự đâu. Em nên cố gắng cho lần tuyển dụng lần này nha. Dạ chị. Chỗ đang nói chuyện, sang vô làm gì? Bây giờ đang trong giờ làm việc, phó tổng đã đi trễ một tiếng rồi. Mời phó tổng ra xe để đi gặp đối tác, để mình bàn công việc kẻo trễ. Trễ có một tiếng thôi làm gì dữ. Hỡi chút khói, hỡi chút khói à. Nhìn cái mặt là phát ghét. Nhìn cái mặt này thấy thương. Bye em nhé. Hy vọng mình sẽ còn gặp lại. Dạ. Thế thường đến sức. Chào em. Dạ, chào phó tổng. Cuộc vui đã bắt đầu rồi đây. Alo. Chào nghe là sếp.
Em cho cô Trần Vĩnh Thư lên đi. Dạ dạ. Chị ơi, mời chị lên phỏng vấn ạ. Dạ, em cảm ơn chị. Chào anh. Chào bà cụ. Đúng là trái đất tròn thiệt ha. Bây giờ mình nên bắt đầu từ đâu đi? Hay là mình ôn lại một chút kỷ niệm cũ nha? Tôi nghĩ chắc là không cần buổi phỏng vấn này đâu ha. Khoan đã. Tôi có xem qua kinh nghiệm làm việc của cô rồi. So với công việc trước đây, đây có lẽ là vị trí mà cô mơ ước. Tôi cũng không phải là người hẹp hòi. Hay là giờ dậy đi. Cô làm cho tôi vui đi. Rồi tôi sẽ bỏ qua. Coi như là mình chưa từng có chuyện gì xảy ra, ok? Tôi không ngờ Thuận phát ra một tập đoàn lớn như vậy. Mà các sếp toàn là người thiếu tự trọng. Trong đầu cô đang nghĩ chuyện gì mà cho là tôi thiếu tự trọng chị? Tôi chỉ muốn là cô lau dài cho tôi thôi. Cái gì? Giày của tôi đang dơ. Khó chịu từ sáng tới giờ rồi. Chẳng phải hôm trước cô cũng đã từng cúi xuống lượm tiền đâu còn gì. Mau đi, tôi đổi ý bây giờ. Hay là muốn thêm tiền nữa? Đây, đây là số tiền lần trước. 6 tờ 500, 6 tờ 50, 2 tờ 100. Tôi đã lượm đầy đủ. Tôi đã định một tháng tôi không gặp lại anh, tôi sẽ quyên góp từ thiện. Tự mà tìm niềm vui với đóng tiền của anh đi. Đồ bệnh hoạn. Trong bản kế hoạch này, em có phân tích tiềm năng của thị trường châu Á, cụ thể là Nhật Bản và Hàn Quốc. Đúng là thị trường mới này cũng rất là tiềm năng. Từ trước tới nay chúng ta chỉ tập trung vào thị trường Âu Mỹ. Nhưng còn nhiều khía cạnh phải xem xét lại. Tôi sẽ suy nghĩ thêm. Dạ. À, thôi, cậu trở ra làm việc đi. Dạ, tôi xin phép. Ừ. Bà nghe, có chuyện gì vậy con? Ba, tuần sau con sẽ về nước luôn. Con đang học sao tự nhiên con lại đòi về hả? Con không có thích học nữa. Ở bên này chán phèo à. Cái ngành này á, lúc đầu con cứ tưởng là hay ho. Bây giờ vô học á, con thấy không có gì hết trơn á. Con cứ học, rồi bỏ học. Như vậy thì biết bao giờ con mới có được cái bằng chứ? Bà quê quá à. Bây giờ nhiều người á đâu có cần bằng cấp, vẫn thành công đó thôi. Vậy nha ba. À, ba, thẻ của con hết tiền rồi. Ba chuyển tiền thêm cho con nha. Vậy nha, bye bye ba. Con, khoan đã. Tú.
chú nói chuyện với con một chút được không? À, dạ, con mời chú ngồi. Dạ, con mời chú. Ừ, cảm ơn con. Chú tìm con có việc gì hả chú? Sao rồi? Con có tuyển được trợ lý mới chưa? Đây là hồ sơ của cô Vĩnh Thư. Con rất là ấn tượng, chú coi thử đi. Qua bài test, quan điểm về định hướng phát triển của thị trường, cô trả lời nhiều điểm rất tương đồng với ý tưởng mà con đang triển khai. Ừ, đúng là rất ấn tượng. Đặc biệt vì cái phần lý do nghỉ việc ở công ty cũ là không được đánh giá đúng năng lực. Cô có vẻ là người rất tự tin và cá tính. Con đang cần những người như vậy. Họ nhất định quyết liệt trong công việc để khẳng định mình. Con cũng có tiếp xúc qua vài lần nên phần nào cũng hiểu được tính cách của cô. Đây là trợ lý của con mà, thì con cứ quyết định đi. Nhưng con cũng phải nên cân nhắc cho kỹ. Việc tuyển dụng trợ lý lần này, chủ tịch cũng để ý để xem khả năng dùng người của con đó. Con cũng biết điều đó mà. Chính vì vậy con không muốn lặp lại những tiêu chuẩn lựa chọn trước đây của ông ngoại. Con muốn tuyển một công sư giỏi chứ không phải là một trợ lý giỏi. Xem ra con với cô Thư có vẻ rất hợp rồi đó. Đều muốn tự khẳng định mình. Cô không thoát khỏi tay tụi này. Ủa, Nhi, sao vậy? Máy hình nó bị kẹt giấy rồi, giấy nó không chịu ra. Bây giờ chắc là bên IT về hết rồi. Em đang cần gấp hả? Đến coi cho. Em còn xuống anh lại thử đi. Dạ. Đi nè. Em cảm ơn anh nha. Giỏi quá vậy. Không có gì đâu. Hồi còn học đại học ở Việt Nam á, anh có thời gian làm thêm ở tiệm photocopy. Cho nên mấy vụ này anh rành lắm. Mai mốt có gì cần á, cứ kêu anh sửa cho. Dạ. À, em chuẩn bị về chưa? Em bên xong cái sắp hồ sơ này rồi em mới về. Hôm nay em có hẹn gì không? Hay anh mời em đi ăn nha. Từ hồi vô làm tới giờ chưa có dịp mời em đi ăn. Để cảm ơn em hỗ trợ anh cái vụ hồ sơ. Vậy anh đợi chút xíu, khi nào in xong thì mình đi ha. Nhưng mà mình đi quán nào vậy? Anh cũng không biết nữa. Tại anh mới về nước nên không có rành quán xá nào ngon. Em có gợi ý gì không? Hay là để em làm hướng dẫn viên cho anh nha. Được. Đây nè, mai mốt gặp sự cố. Đây. Dạ. Em nhớ chưa chỗ này? Nhớ chưa? À, con Nhi. Dạ. Hồ sơ chuẩn bị xong chưa? Dạ, sắp xong rồi giám đốc. Tại vì máy in nãy giờ nó bị kẹt giấy á. Cũng may nhờ có anh Kiệt sử giùm con. Chào giám đốc. Giám đốc chưa về hả? Tôi còn chút công việc. Hai người có vẻ hợp nhau quá hơn. Dạ, tụi em định đi ăn tối nè. Hay là giám đốc đi cùng với tụi em cho vui? Con gửi giám đốc. Thôi, chỗ những người trẻ với nhau, tôi đi theo chẳng phải khiến hai người không được tự nhiên sao? Đi cho vui vẻ nghe. Dạ. Dạ. Em chờ anh chút. Anh vô phòng lấy đồ rồi ra đi nha. Dạ. Ủa chị, nay Phương nó đi đâu mà chiều giờ không thấy nó ra phụ vậy? Nó xin nghỉ nửa buổi để đi gặp bạn rồi. Vậy hả? Chị Tiết tới. Chị Tiết tới kìa chị.
Bà tới đây làm gì? Thằng Kiệt nó nhờ tôi tới đây nói bà đưa số tài khoản xong rồi nó chuyển tiền trả cho bà. Sao nó không gọi trực tiếp cho tôi mà phải kêu bà tới? Trời, bà không biết gì hả? Nó đâu có thích nói chuyện với bà nữa đâu. Được rồi, tôi sẽ gọi điện nói với nó sao. Ủa, con Phương nó đi gặp ông nhạc sĩ Gia Khang gì đó rồi hả? Ừ. Gì? Ông nhạc sĩ Gia Khang hả? Con Phương đi hẹn gặp ổng hả chị? Ừ, nó hẹn gặp để nói chuyện coi làm sao. Trời trời, chị khó tánh như vậy mà chị để con Phương nó đi. Chị có biết là ông nhạc sĩ đó ghê lắm không? Ổng chuyên gạt con gái người ta đó. Sao em biết? Hay, con lận em ngồi nghe cái bài hát đang hot của ổng. Cái bà Rosa Lũ tới ăn phở nè, bà tám với em chứ ai. Bà nói ông nhạc sĩ này chuyên môn dụ những đứa con gái nhẹ dạ, hứa lăng xê này nọ, rồi hại đời người ta. Mà có lăng gì đâu. Đúng rồi, chắc là ổng tính dụ con Phương đây nè. Con Phương nó đẹp mà, chứ nó hát dở ẹt hà. Nó đi thi nó rớt hoài đó. Trời ơi, bà Lựu bà nói như vậy chắc là thiệt rồi. Bà là người trong giới đó mà. Chết rồi, như vậy là con tôi nguy hiểm rồi. Bây giờ làm sao bây giờ? Thôi để tôi gọi điện. Con đã đang ở quán cà phê nào? Không, khỏi. Tối hôm qua nó có nói với tôi là nó hẹn ông nhạc sĩ gì đó. Gia Khang. Là ở quán cà phê ấn tượng gì gì đó. Cà phê ấn tượng? Em biết cái quán đó. Thôi được, mình tới liền đi chị. Hẹn gì mà hẹn hò ban đêm vậy? Có khi nào để ông dở trò với nó không? Mình đi liền đi chị. Đúng rồi. Lệ ơi Lệ. Dạ. Coi quán cho chị nghe chưa? Đi chị. Cái này chú cũng nói thẳng luôn, giọng của cháu yếu mỏng, cần phải rèn luyện thêm rất nhiều. Dạ chú, cháu cũng biết, để cháu sẽ tìm cách để khắc phục. Hiện tại chú đang có ý định thành lập một nhóm nhạc nữ. Dạ. Ngoại hình của cháu thì rất phù hợp với tiêu chí của nhóm. Còn về giọng hát thì khi hát chung cháu mới không bị lộ khuyết điểm. Nếu như cháu đồng ý, mình tiến hành ký hợp đồng. Công ty của chú sẽ trực tiếp quản lý cháu cùng các thành viên của nhóm nhạc. Dạ, cháu đồng ý. Vậy chú sẽ trao đổi với cháu về các điều khoản của hai bên. Dạ, được. Nè, cháu coi đi. Dạ. Cháu thấy các điều khoản ra sao? Dạ được, cháu đồng ý. Chú, ký hợp đồng xong, mong là chú sẽ giúp đỡ cho cháu. Ok, mai cháu hãy tới công ty mình ký hợp đồng. Dạ. Ê, chị, nó kìa. Phương. Gì? Sao gì tới đây? Còn gì Thấm nữa? Còn đi về liền cho gì? Không ký hợp đồng gì hết. Dì làm cái gì kỳ cục vậy? Chú con đang nói chuyện với người ta mà. Đi về. Từ nay ông đừng có kiếm con Phương nữa. Nó không có hát hò gì nữa hết. Dì, con lớn rồi mà. Dì làm ơn cho con tự quyết định đi. Đừng có coi con như là con nít vậy. Có chuyện gì vậy? Dạ. Đây là con gái của tôi. Tôi không đồng ý cho nó làm việc với ông. Ông đừng có dụ dỗ nó. Bà nói gì vậy? Tôi đang hợp tác đàng hoàng với Phương mà. Ông đừng có xạo. Nó hát đâu có hay đâu mà ông lăng xê. Ông tính gạt nó thì có. Mấy người đủ rồi nha. Còn ăn nói bậy bạ, tôi kiện mấy người đó. Dạ chú. Cháu xin lỗi. Chú đừng có giận nha. Để cháu nói gì cháu về. Chị... Đi về. Mau lên, con đang nói là con không về mà. Chị làm ơn đi. Chị ạ. Chị đi về đi. Ngày mai cô không cần phải tới ký hợp đồng nữa. Chuyện hợp tác kết thúc ngày hôm nay. Chú ơi. Chú đừng có đi chú ơi. Chú ơi, con xin lỗi mà chú. Còn chú có nghe gì nói không? Đi về. Chị vừa lòng chứ? Người ta bỏ đây rồi kia kìa. Chị có biết đây là cơ hội hiếm có của con hay không?
không bao giờ có cơ hội lần thứ hai nữa. Dì phá hết của con rồi đó. Dì vừa làm gì chứ? Con có biết ổng là người ra sao không? Con không tìm hiểu kỹ mà cứ tối ngày nghe những lời ngon ngọt lăng xê này nọ. Dì không biết gì hết đó. Người ta là nhạc sĩ nổi tiếng đứng đắn đàng hoàng. Người ta có làm gì con đâu mà dì nói không đàng hoàng. Bây giờ dì nhìn đâu dì cũng nói là người xấu hết đó. Còn con, dì nói con là đứa ngu ngốc chứ gì, dễ bị lừa gạt lắm chứ gì. Kể từ bây giờ chuyện của con dì đừng có xen vô nữa. Phương, Phương, mẹ có chuyện gì vậy con? Không lẽ bà Diệu mới tới trước mẹ rồi hả? Mẹ coi đó, dì con á làm cho nhạc sĩ ông vợ con bỏ về rồi. Bây giờ người ta không có thèm ký hợp đồng gì với con nữa hết á. Trời ơi, thiệt tình à. Mẹ nghe bà nói là mẹ sẽ tới đây, mẹ ngăn cản mà không có được. Trời ơi, bởi vì mẹ chạy theo bà mà không có kịp. Thiệt là cái bà hàm hồ, lúc nào cũng cho là mình đúng không à. Thiệt tình. Mẹ. Hả? Kể từ bây giờ con sẽ sống tự lập. Con nhất định là không để cho dì xen vô cuộc sống của con nữa đâu. Hay là gì, hay con qua ở với mẹ đi. Chứ con ở với bà cứ như vậy, biết chừng nào con mới thực hiện được ước mơ và đam mê của mình. Dạ mẹ. Ngày mai con sẽ đi về nhà bển. Con dọn hết đồ, con qua ở với mẹ luôn. Ừ, vậy đi, bây giờ mình về ha. Mình đi về đi mẹ. Ừ, đi con. Tưởng đâu bệnh luôn, không chịu qua đây chứ. Thôi con, em nó đang buồn đó. Có chuyện gì vậy mẹ? Con Phương, nó đi gặp nhạc sĩ để ký hợp đồng. Bà Diệu, ba đa nghi này nọ, tới làm ầm lên vậy đó. Người ta giận quá, người ta đâu có hợp tác với nó nữa đâu. Đó, binh bả cho giữ đi. Con, hay là con dọn qua đây ở với mẹ với anh hai luôn nha. Đã bị như vậy còn chưa sáng mắt nữa hả? Ở bển hoài chú bà kìm kẹp cả đời luôn sao? Qua đây đi, tiền bạc hàng tháng anh hai lo cho, không cần ra quán phở nữa. Con, anh hai nói đúng đó con. Mẹ thấy con cứ đi thi hoài như vậy không phải là cách đâu. Mình phải tìm người giúp đỡ, chứ chờ thi đậu thì tới bao giờ mới nổi tiếng hả con? Mà bà cứ đa nghi này nọ, mai mốt thế nào cũng có chuyện nữa cho coi. Sao? Dạ mẹ, ngày mai con sẽ đi qua bển, con dọn đồ đi luôn. Ừ, đúng rồi đó. Bây giờ con lên tắm rửa đi, lấy đỡ đồ của mẹ mặc vô ha. Đi đi con. Dạ, thưa mẹ con lên lầu. Ừ. Nè con, hồi nãy mẹ có gặp bà Diệu. Mẹ kêu bà đưa số tài khoản để con chuyển tiền trả cho nó dễ, mà bà không có chịu. Bà nói là để gặp con nữa đó. Dám là tìm cơ hội để mà ngon ngọt giải thích này nọ nữa chứ gì. Hoặc là làm bộ không chịu nhận, để con phải mang ơn của bà suốt đời. Hay là vậy đi, con cứ đi rút tiền mặt đi,
Rồi tối mai mẹ kêu con Thư qua đây ăn cơm, rồi đưa cho nó mang về cho bả luôn. Con khỏi phải gặp bả, con thấy sao? Dạ, con thấy mẹ tính vậy cũng được đó. Ừ. Thôi, mẹ lên lầu với em nha. Dạ. Dì, dì về rồi hả dì? Con nấu cơm xong rồi nè. Thư à, con Phương nó có về đây không con? Ừ, dạ chưa nữa. Nó đi gặp ông nhạc sĩ, không biết sao rồi. Con sợ nó đang nói chuyện nên con cũng chưa gọi điện hỏi nó nữa. Ờ, vậy là chắc nó về bên mẹ con rồi. Sao nó lại về bên mẹ con? Tại vì la nó cái vụ ông nhạc sĩ lừa gạt kia. Con gọi điện cho nó, hỏi coi nó có ở bên nhà mẹ con không, hay nó lại đi lung tung nữa. Dạ. Dì vô thay đồ chút đi. Em nghe nè chị ba. Em đang ở bên nhà mẹ hay đang ở đâu vậy? Em đang ở bên nhà mẹ nè. Chị ba à, tối hôm nay em sẽ không về nhà đâu. Còn nữa, ngày mai hả? Em sẽ về nhà mình. Em chọn hết đồ em qua đây em ở với mẹ luôn. Sao tự nhiên em lại đòi về bên mẹ ở? Dì lo cho em thôi. Biết đâu cái ông nhạc sĩ đó, ông là người xấu thiệt thì sao? Người ta đàng hoàng thấy mồ luôn. Người ta có làm gì em đâu mà xấu. Em đã hỏi kỹ rồi. Có một chị học chung khóa thanh nhạc với em nè. Chị đó nói với em rồi. Ông đó là người rất tốt. Em đã hỏi kỹ càng rồi. Em mới đi gặp người ta, chứ đâu phải là em dễ bị người ta dụ như vậy đâu. Vậy là chắc có hiểu lầm gì. Để chị hỏi là gì thử coi. Hỏi gì nữa chứ. Gì đó. Từ hồi đó tới bây giờ, chị lúc nào cũng coi em giống như là con nít vậy. Chị không có tin em. Bây giờ em còn trẻ, em mà không tranh thủ cơ hội á, lỡ mai mốt em lớn tuổi thì làm sao mà em nổi tiếng được chứ. Khó lắm. Thôi đi, chị ba không cần phải khuyên em nữa đâu. Ngày mai em sẽ đi về dọn đồ. Vậy thôi em cứ ở bên mẹ đi. Có gì ngày mai em về mình nói chuyện tiếp. Dạ, em cúp máy đây. Ở bển hoài, chú bả kìm kẹp cả đời luôn sao? Qua đây đi, tiền bạc hàng tháng anh hai lo cho. Không cần rau quán phở nữa. Gì đó, từ hồi đó tới bây giờ, dì lúc nào cũng coi em giống như là con nít vậy. Chị không có tin em. Bây giờ em còn trẻ, em mà cũng tranh thủ cơ hội á, lỡ mai mốt em lớn tuổi thì làm sao mà em nổi tiếng được chứ. Khó lắm. Thôi đi, chị ba không cần phải khuyên em nữa đâu. Ngày mai em sẽ đi về dọn đồ. Anh gọi điện cho tôi có chuyện gì vậy? Tôi điện để thông báo cho cô là cô được nhận vào làm. Cô có muốn nhận việc không? À, mà tôi nói luôn nha, cô yêu cầu rất là cao. Nếu thấy không có khả năng qua được 2 tháng thử việc thì cứ từ chối và không phải mất. Dù sao đây cũng là cơ hội để mình biết thêm một tập đoàn khẳng khái. Ở bên nhà bà, hai đứa con ở chung phòng, là sao không khó chịu? Bây giờ kiếm chuyện hả? Dì Thắm nói không phải là không có lý. Trong lòng dì cứ nghĩ là con Phương nó còn cứ lo sợ này nọ, bảo bọc nó quá mức, mà quên là nó đã 21 tuổi rồi. Có lẽ là dì nên để nó tự lập gia chạm một chút, để nó trưởng thành thì tốt hơn. À, dạ, em đã soạn xong bản hợp đồng rồi. Xin mời giám đốc xem qua. Để trên bàn giám đốc. Đây là bố của em, tôi mới đi dọn đó. Chào em. Anh Lão, anh là nhân viên mới hả? Nhân viên sao mới không? Em không phải. Việc là chủ tịch kinh doanh mà mới tuyển dụng. Phải thay ai cũng được, nghĩ là cái tập đoàn này sẽ là của tôi. Ông Sơn, ông Lộc không có ưa tôi.
nhưng mà khổ cái ba của tôi vẫn coi trọng tôi. Hai thằng cha đó chả làm được cái gì, mới để thằng Quân lên, mong là nó hất cẳng tôi.